Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và cho bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của mình thì mình là Bảo và mình làm về đời sống, đặc biệt là đời sống của sinh viên và các thời làm của Cóc Giảm Cân. Maybe có nhiều series về Đà Lạt nữa nhưng mà sắp tới thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu video với chủ đề đó là những cạm bẫy của sinh viên khi học đại học xa nhà và đặc biệt là ở Sài Gòn nha. Tại vì mình ở Sài Gòn, chính mình là người đã trải nghiệm qua những cái trải nghiệm này. Có một lần mình rất muốn nói đó là khi mà làm những cái video như thế này thì kiểu chỉ có một mình thôi á, nên là mình rất là mong muốn có được sự ủng hộ của các bạn, đó là những người like, share hoặc là bình luận cho mình, góp ý cho mình những cái thiếu sót hay là những bạn đã đăng ký cho mình. Chỉ có một câu nói trên mạng như thế này nè: cố lên, bạn có thể làm được mà, tôi sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ bạn bằng hết khả năng của mình. Cuộc đời bạn thì bạn hãy tự tin nhất, bạn đang làm và sai thì sửa. Mình cũng rất là mình với ý nghĩ là sai thì sửa, nhưng mà quan trọng là mình biết mình sai ở đâu, và mình rất là mong muốn nhận được những cái góp ý của bạn, không chỉ ở video này mà ở tất cả những video khác về Ngũ Cốc, về Đà Lạt hay là bất cứ cái chủ đề gì mà mình làm. Và cảm ơn các bạn. Vấn đề đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó là các bạn sinh viên lần đầu tiên khi học đại học xa nhà có thể mắc phải, đó là vấn đề về hợp đồng thuê nhà. Như là mình đó, mình ở trọ không có hợp đồng, nhưng mà cô chủ ở đó kiểu cũng rất là dễ thương, bạn mình cũng ở lâu năm, mình tin tưởng mình ở thôi. Nhưng mà có một người bạn khác của mình khi ở, và đặc biệt là cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh, bạn nào học với Sài Gòn lâu rồi chắc cũng sẽ biết cái con đường nó như kiểu là một cái ổ chuyên lừa đảo sinh viên luôn. Mọi người sẽ được dẫn vô những cái phòng rất là đẹp, vô cùng là xinh đẹp, có máy lạnh đồ nè, rồi giá vô phòng cực kỳ rẻ luôn. Các bạn nghĩ đi, một căn phòng view landmark 81 tầng hàng xóm Vinhome vậy mà chỉ có 2 triệu, giá từ 1,8 triệu đến 2 triệu thôi. Hồi đó bạn mình cũng đâm đầu vô. Nó vẫn cho các bạn ký hợp đồng nha, nhưng mà cái dạng hợp đồng rất là mờ ảo. Nếu như mà các bạn là một người không chuyên, hoặc là kiểu trước giờ mình ít đụng vào giấy tờ, mình ít đọc giấy tờ, thì mình sẽ không có xác định rõ được là cái nội dung của nó đâu. Ví dụ như là hợp đồng nó sẽ ghi là tới lúc các bạn vô ở thì còn phòng nào ở phòng đó, thì ai mà biết được cho mình ở cái khu ổ chuột này, đúng không? Cộng thêm điện nước wifi cũng không rõ, thì khi bạn mình dọn vô ở nó sẽ bắt đầu nó tính nha, tiền gửi xe 200, wifi nè, tiền đổ rác các kiểu. Rồi một vấn đề nữa đó là điện nước chia đều cho tất cả các phòng, là ví dụ như phòng mình 5 người, phòng mình kia 2 người, thì tụi mình sẽ chia đều ra cho phòng là 2 phòng chứ không phải là 7 người đâu các bạn. Thì cái phòng mà ở ít người hơn á, vô tình các bạn sẽ bị thiệt thòi, chưa kể là chưa chắc các bạn đã sử dụng đến những thiết bị, trong khi cái phòng khác thì người ta sẽ sử dụng tủ lạnh, máy giặt đồ các loại như vậy đó. Thì cái vấn đề này vẫn là một vấn đề rất là nhức nhối, và sinh viên đã bị lừa rất là nhiều, đặc biệt là cái con hẻm đó. Và các bạn có thể vô những cái mà rất phòng trọ đồ đó, nó sẽ có một loạt những cái địa chỉ là những cái nơi mà lừa đảo sinh viên ở trọ ở Sài Gòn. Vấn đề thứ hai đó là khi mà chúng ta đi ngoài đường á, hoặc là nhiều lúc các bạn ở trọ xong rồi các bạn sẽ thấy những người gõ cửa để bán tâm nhang, bột thông cống đồ chẳng hạn. Như mình đi hồi mình mới xuống á, thì trước đây mình ở nhà mọi thứ đều là ba mẹ mình lo hết, mình không có phải quan tâm gì tới những vấn đề đó. Khi tự nhiên mình thấy một người gõ cửa nó kêu em ơi, chị bán tâm nè, 20.000 ủng hộ người nghèo, rồi làm trẻ em đồ, cái kiểu mình xúc động quá. Mình cái đó gọi là cái tình yêu thương dân tộc, tình yêu thương đồng bào của mình nó dâng tràn lên, xong mình ký ra ra rèm, mình mua một bà tâm 20.000. Wow. Không có cái gì có thể chứng minh được là cái tiền đó sẽ được chuyển về những cái quỹ mà chúng ta nghĩ là nó sẽ được chuyển tới. Và một vấn đề nữa đó là mặc dù trong đó có cả dấu mộc, có cả chữ ký, ví dụ như bán nhang thì sẽ có chữ ký của trụ trì chùa ABC đi viết, rồi thư mời, thư ngõ, rồi này kia, nhưng thực sự là không có đâu nha. Mọi thứ đó đều có thể làm giả được, chỉ cần các bạn lên Google và các bạn ấn là ví dụ thư ngõ gì đó, hoặc là những bán nhang lừa đảo ra vô cùng nhiều. Nhưng mà tại sao có một số bạn sinh viên vẫn không biết? Tại vì bình thường chúng ta không quan tâm và chúng ta không nghĩ là những cái chuyện đó nó xảy ra. Với lại bây giờ kiểu mình cũng lướt báo mạng Mương 14 rồi nhiều, mình cũng ít đọc những cái báo an ninh đồ cái kiểu, thì nhiều khi mình cũng không kịp cập nhật tình hình. Theo một bài viết của báo Thanh Niên chuyên một thời sự ngày 9/1/2019 thì tiêu đề nó như sau: cảnh giác cuộc gọi lừa đảo, đây là tòa án, anh chị có giấy triệu tập. Và nếu như mà các bạn xuống Sài Gòn rồi thì nhất định một năm các bạn sẽ nhận không dưới 10 cuộc điện thoại nói về những cái này đâu. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội, ngày 25/4/2019. Tôi Trung úy Hoàng Trung Dũng, mã số quân nhân 149253, lập biên bản dưới hình thức lưu âm. Tôi yêu cầu nhân sự nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. Nạn nhân nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ điều tra với các tên như Lê Thanh Ngọc, Lê Thanh Tùng, Phạm Tuấn Anh, Lê Thành Nam đe dọa. Cụ thể, những cán bộ điều tra tự xưng sẽ phủ đầu người nhận cuộc gọi bằng cách đe dọa họ liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền. Sau đó, các cán bộ điều tra yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan điều tra để được làm rõ.
Thì với những người như mình, những người như mình đây vốn dĩ là những công dân lương thiện và chúng ta không làm gì hết, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không hiểu, kiểu có thể là mình đã làm cái gì đó sai mà mình không biết, thì thôi mình chuyển tiền đi, nó cũng không đáng bao nhiêu đâu hay gì đó, để cho người ta là điều tra làm rõ để lấy lại thanh danh cho mình đó. Thì như vậy là bị lừa rồi nha. Mình đảm bảo với các bạn là không có một cơ quan điều tra nào sẽ gọi điện cho các bạn mà nói như vậy cả. Có nghĩa là những cái cuộc gọi đó thì mình nên tắt máy luôn đi, đừng dây dưa hoặc nhiều quá mệt mỏi. Nó là một cái đường dây rồi á, nên là nhiều khi các bạn đọc được một bài báo ở đâu đó xong rồi các bạn bắt bẻ lại là ừ anh là cơ quan nào, có giấy gì chỉ không, người ta trả lời rất là, trả lời nhiều khi còn chuyên nghiệp hơn cơ quan thật luôn á, tại vì người ta chuẩn bị vô cùng kỹ. Vấn đề thứ tư đó là FE Credit hoặc là những tổ chức cho vay tín dụng. Mình sẽ đọc một cái trường hợp được đăng lên mạng để nhờ tư vấn. Dạ chào, đó, em có một vấn đề mong các luật sư tư vấn giúp em. Em nhận được một cuộc điện thoại tư vấn nhân viên tự nhận là Thế Giới Di Động, nơi em từng mua hai lần hai điện thoại trả góp. Cô tư vấn này chúc mừng em đã nhận được thẻ ưu đãi của Thế Giới Di Động là thẻ thành viên, khi mua sắm sẽ được giảm giá nếu mua các sản phẩm dưới 10 triệu đồng tại bất kỳ cửa hàng nào của Thế Giới Di Động. Em đã hỏi là thẻ thành viên khi mua sắm được hưởng ưu đãi và không có tốn bất kỳ phí nào hay không để làm thẻ, vì đây là thẻ tặng thành viên mua sắm quen thuộc có lịch sử trả góp tốt. Vì vậy, em đã nhận lời làm thẻ thành viên và cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân bao gồm tên, người, nhà, thân. Được thông báo nhận thẻ ngay tại công ty em ấy đang làm việc. Ngày 18 tháng 7, 2017 có nhân viên đánh giá thẻ tại công ty và đưa giấy ký nhận. Thật ra là hợp đồng, em đang trong thời gian làm việc và cũng không hiểu nhiều về các loại thẻ tín dụng. Chị nghĩ là ký tên nhận thẻ giống như nhận hàng thôi, nên khi được kêu ký tên em là nhận thẻ thì em đã ký. Sau đó người giao thẻ kêu em kích hoạt thẻ sử dụng đây, có 10 triệu trong thẻ có rút mà sử dụng mua sắm. Lúc này em mới ngạc nhiên và không hiểu tại sao thẻ thành viên lại có tiền. Vì vậy em đã đem thẻ vào công ty và hỏi thăm mọi người thì phát hiện ra là thẻ tín dụng FE Credit Plus của ngân hàng Thịnh Vượng VP Bank. Mọi người xem hợp đồng của em có ký việc mua bảo hiểm luôn, trong khi em không có nhu cầu và không muốn sử dụng nên không dám kích hoạt thẻ. Đồng thời em đã điện thoại lại cô tư vấn đó, tên Trinh, nhưng lại không nghe máy em nữa và thậm chí tắt máy, bây giờ không liên lạc được. Em còn gọi điện thoại tổng đài và nói về trường hợp này, muốn hủy thẻ không sử dụng. Tổng đài trả lời em không sử dụng thì không cần kích hoạt, đợi 3 năm hết hợp đồng sẽ tự hủy. Còn nói em có bảo hiểm 1 năm nhưng không hủy được thẻ, hết 1 năm thì em hủy bảo hiểm, vì nếu không hủy thì sẽ gia hạn bảo hiểm. Vì vậy em không hủy thẻ được và cũng không dám kích hoạt. Nhưng em và mọi người không hiểu thẻ có tính lãi suất hay bảo hiểm hay bất kỳ điều gì không, chỉ vì tổng đài trả lời không mất hoạt, không mất tiền và đợi bảo hiểm 1 năm. Và chấm như vậy. Thì thật ra những cái vấn đề này các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng, như là những trang web, những cái văn phòng luật sư sẽ lên những cái bài để giải thích về vấn đề này. Và đặc biệt luôn, các bạn có thể tìm hiểu được những cái bài này rất nhiều ở trong những cái group hơi nhiều chuyện tí. Những cái group ví dụ như là hội khổ nghiệp, hội nhiều chuyện rồi đó thì rất là nhiều luôn. Và mọi người sẽ chạy cho các bạn những cái cách giải quyết khi gặp những vấn đề này. Nhưng mà một lưu ý rất lớn mà mình muốn nói với các bạn đó là bất kỳ một cái hợp đồng nào các bạn cũng phải đọc nha. Tại vì mình kiểu xa nhà á, mà người ta đã có một cái tệp đối tượng riêng rồi, đối tượng khách hàng của họ là những người rất là dễ nhẹ dạ cả tin như mình, hoặc là những người ít đọc hợp đồng, không quan tâm lắm đến hợp đồng đâu, tại vì mình dễ tin người á, thì họ sẽ đánh vào cái đối tượng đó và họ sẽ dễ dàng dụ dỗ được mình đăng ký thẻ cũng như là tham gia những cái gói tín dụng của họ mà mình không biết được là nó có cái gì trong đó cả. Nên tốt nhất là các bạn nên đọc kỹ hợp đồng, và cái gì không chắc thì đừng nên ký, tại vì có coi là bút xa thì gà chết mà, đúng không? Lâu các bạn cũng sẽ nhận được những cái tin nhắn từ FE Credit, ví dụ như là cái khoản vay của anh chị 10 triệu đã tới hạn, gia hạn đồ này kia, nếu như anh chị không trả thì này kia, thật sự là mình không vay thì mình không sợ, nếu không vay thì không sợ nha, tại vì mình không làm gì hết, thì đừng có ấn vào những cái link hay là ký hay là kích hoạt gì hết, thì như vậy là tốt nhất. Điều một câu chuyện nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó là sẽ có cái tình huống như vậy xảy ra nè. Có một anh nào đó mặc đồ bộ đội nha, lính Mỹ gì đó, xong rồi gửi cái bạn cho bạn, xong rồi nhắn tin kể những câu chuyện rất là hay ho, ví dụ như là tham gia quân đội được trả tiền, nhưng mà bên đó đánh thuế rất là cao nên bây giờ muốn gửi ở Việt Nam để trốn thuế và muốn qua Việt Nam để sống với cuộc sống mà có cái mức sống thôi ở bên Mỹ. Thì bạn cũng mày đi kệ mày, nhưng mà không, anh ấy bảo là bây giờ anh ấy tin tưởng bạn, anh ấy thấy cái profile của bạn quá tốt đây nên anh ấy muốn bạn ra nhận giúp anh ấy cái số tiền đó, kiểu nhận với số tiền nạp danh đó là sẽ gửi nó thành dạng container hay cái thùng hàng gì đó từ bên Mỹ gửi qua đây, sẽ ra bạn nhận thôi, rồi mọi chi phí hải quan đồ nói chung là có đường lo lót hết rồi, nghe em hợp lý đúng không? Số tiền đó thì thường người sẽ vào khoảng 500 đến 1 triệu đô, rồi anh ấy sẽ hứa là chi cho bạn 30% đó, đã lại thế.
Nhưng với điều kiện là lúc mà tìm về Việt Nam thì bạn phải giữ và bạn phải cung cấp địa chỉ, số điện thoại, nó kiểu rất là thuyết phục. Thì mình sẽ tìm những cái tin nhắn để ở đây. Là bạn phải trả một số tiền là bao nhiêu đó để nhận cái thùng hàng đó, tại vì hàng đó từ hải quan về. Ủa nghe hợp lý quá, quá hợp lý, trời ơi hợp lý không tin được luôn á. Nhưng mà với sinh viên mà không có tiền, cái số tiền này rất là lớn. Nói chung là lúc đó mình cũng nhận được cái tin nhắn như vậy, xong mình thấy ủa nhiều tiền quá ê. Cái số tiền mà để bảo lãnh được cái cục hàng đó đó, mình phải gọi là cái kiện hàng, cái cục hàng đó thì rất là lớn. Nên là nhiều bạn á mà mình không biết á thì mình sẽ gọi điện về cho gia đình để vay mượn. Mà nhiều khi gia đình các bạn ở dưới quê được ít tiếp cận với thông tin đồ này kia, hoặc là bây giờ thông tin nó quá nhiều mà, nên là nhiều khi mình không có tiếp cận đúng được những cái thông tin lừa đảo như vậy, thì các bạn sẽ vay mượn đồ, tại vì nó hợp lý lắm các bạn nghe, nó rất là hợp lý. Khi các bạn ấn vào cái trang cá nhân của cái anh đó thì sẽ thấy toàn bộ là hình lính Mỹ hết, cái hình anh đó từ này kia, nhưng mà toàn bộ đều hình ăn cắp của người khác nha. Sau rồi các bạn vay mượn đi trả thì bị lừa rất là nhiều, và ở trên báo cũng đã rất là nhiều vụ lừa đảo như thế này. Thì khi chúng ta chỉ cần search Google là lừa đảo chuyển tiền từ nước ngoài về, chúng ta sẽ thấy những cái như là bị lừa khi nhận tiền từ nước ngoài nhờ chuyển tiền mua hộ ở Việt Nam, bị lừa đảo khi đồng ý nhận quà tặng của người lạ từ nước ngoài gửi về Việt Nam, cảnh giác chiêu trò lừa tiền trên mạng, nhận tiền gửi từ nước ngoài về qua Western Union, người phụ nữ Việt mắc lừa chuyển tiền nhận quà từ nước ngoài. Mình sẽ đọc cái bài báo này cho các bạn nghe. Theo cáo trạng thì cái ông này đó là cái người mà lừa đảo là gốc người Nigeria nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 5 2018 để tìm việc làm. Thời gian ở Việt Nam, đối tượng này đã cấu kết với nhiều đối tượng gốc Phi thực hiện hành vi lừa đảo phụ nữ Việt Nam thông qua việc làm quen các bạn trên Facebook. Vào khoảng tháng 11/2018 thì cái ông này tạo tài khoản Facebook lấy hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục quân đội Mỹ đặt tên là Alex Anderson để làm quen các bạn với bà Võ Thị Thu Tê. Ông này lừa bà Tê rằng hiện, gọi là cái ông A đây cho dễ nha, ông A đang là lính Mỹ ở Syria, sắp phải giải ngũ nên muốn chuyển số tiền 1 triệu đô cho bà T. Đồng thời, ông A chia sẻ thông tin tin nhắn, thông tin cá nhân của bà T cho người B để cùng nhau lừa tiền bà T. Thỏa thuận A lừa được bà T chuyển tiền thì được hưởng 40% trên số tiền chiếm đoạt được. Sau đó, ông B dùng thông tin của bà T yêu cầu nộp 15 triệu tiền phí và tài khoản mà chúng chỉ định để nhận quà. Sau khi rút được 15 triệu đồng bà T chuyển thì ông B chuyển cho ông A 6 triệu tương ứng với 40% tiền lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt số tiền này, có một người phụ nữ khác xưng là nhân viên hải quan yêu cầu chuyển tiếp 60 triệu. Lúc này bà T gọi điện thoại đến trực ban sân bay Tân Sơn Nhất được cảnh báo lừa đảo nên bà không chuyển tiếp. Kết quả điều tra cho thấy trong điện thoại di động, máy tính xách tay, các ứng dụng WhatsApp, email của ông A có lưu nhiều thông tin của nhiều phụ nữ Việt Nam, trong đó có bà T và cách thức trao đổi với nạn nhân. Đó, thì đại loại là như vậy. Mình sẽ để những cái dẫn chứng ở đâu đây. Thì các bạn cũng thấy là cái chiêu trò lừa đảo ngày một lớn. Khi mà mình từ quê xong rồi đi xuống Sài Gòn học á thì lúc nào tâm trạng cũng thấp thỏm hết, tại vì mình không biết là mỗi cái lần mà các bạn nó sẽ ẩn chứa một cái gì giống đó, hoặc là mỗi khi ra đường mình sẽ gặp ai đó rất là đáng sợ luôn á. Cái nữa đó là lợi dụng người, lợi dụng tình thương của mình, đó là cho tiền ăn xin. Thì cái vấn đề này cũng rất là lâu rồi, mình chỉ muốn nói nhỏ là gọi là bỏ thì thương mà vương thì tội á. Không cho thì thấy tội, nhưng mà cho thì mình biết là mình đang tiếp tay vào cái đường dây đó. Tại vì khi những người ăn xin nó xin được tiền thì họ sẽ mở rộng ra cái hệ thống ăn xin của người ta nhiều hơn, ép buộc những đứa trẻ đi xin tiền nhiều hơn. Nên là từ hồi xuống Sài Gòn tới giờ thì mình không cho tiền ăn xin nữa, cho dù là trẻ hay lớn hay già trẻ gì. Là nếu như lâu lâu thỉnh thoảng mình có cảm tình hay là gì đó thì mình sẽ vô tình mua một tờ vé số thôi. Còn ăn xin thì lâu lắm rồi mình đã không cho tiền ăn xin nữa. Và trên Đà Lạt á, những cái mùa khách du lịch, các bạn cũng có thể thấy là ra rã thông báo ở trên Đà Lạt đó là không cho tiền ăn xin nữa. Mình cũng mong là các bạn có thể hiểu được cái ý mà mình muốn truyền tải, mặc dù nó hơi rối rắm một tí đúng không? Và vấn đề cuối cùng mình muốn chia sẻ ở đây đó là sinh viên rất dễ mắc bẫy vào những cái bẫy đa cấp. Có như thế này nha, chiêu bài dụ dỗ. Để dụ dỗ sinh viên tham gia là các thành viên tuyển dụng, trong khi lên thuyết trình thường tạo ra những mức lương và chiết khấu hoa hồng rất là khủng. Hoa hồng có nghĩa là ví dụ như các bạn bán được 100 ngàn thì các bạn sẽ nhận được 30 ngàn, đó là loại như vậy. Từ vài triệu đồng thậm chí lên đến hơn chục triệu, đó là các khoản thu nhập trong mơ của các sinh viên xa nhà thuê trọ hoặc những sinh viên mới ra trường chưa có việc làm ổn định. Thực sự là những cái người như mình như vậy thôi, lúc mà mới học hoặc là ra trường thì cái mức lương nó không chú ý, thì những cái khoản hoa hồng chiết khấu nó thực sự là một cái miếng bánh béo bở luôn á. Ngoài ra, để tăng uy tín cho việc dụ dỗ thuyết phục các tân sinh viên tham gia bán hàng đa cấp, các đối tượng thường lấy hình ảnh tên tuổi của các sinh viên khóa trước, các thầy cô giáo trên nhà trường để cắt ghép ra giảng cho rằng hệ thống bán hàng này có sự tham gia của sinh viên khóa trước và thầy cô, nên tân sinh viên cứ yên tâm tham gia. Có một lần thì
bạn mình đã đến một cái trung tâm đa cấp để phỏng vấn. Phỏng vấn như kiểu những cái bài như thế này nè, bán tuyển nhân viên bán sô-cô-la mấy chục ngàn một tiếng, thưởng hoa hồng rồi này kia, yêu cầu phỏng vấn là có chứng minh nhân dân. Xong tới lúc mình tới á, mọi người bắt đầu kêu là mình bán hàng theo kiểu hệ thống á, là mình sẽ bỏ vốn ra từ 5 đến 10 triệu, là mình sẽ được chiết khấu 30%, xong mình cứ bán cho người thân của mình. Rồi nếu bán mấy thì mình ôm lô thôi. Rồi lúc vô thì họ sẽ lấy chứng minh nhân dân của mình, xong họ không trả nha. Một là họ sẽ bắt mình đóng tiền, ví dụ như từ 300 đến 500 ngàn tiền quần áo hay gì đó, tiền đăng ký, thẻ chẳng hạn. Xong nếu như mình không có tiền thì người ta sẽ không có trả chứng minh cho mình, rồi người ta giữ mình không cho mình đi này kia. Nên một kinh nghiệm mà nếu như các bạn nào thực sự muốn vào cái ổ đa cấp để thử nghiệm á, các bạn chỉ việc ấn lên search Google là ổ đa cấp Sài Gòn một đống, thì các bạn có thể comment tiền, comment chứng minh nhân dân tới đó và nghe mọi người nói. Tại vì những người đó nói thật sự rất là hay, họ có một cái trình độ chuyên môn nào đó cũng nhất định về cái việc mà lừa dối khách hàng, qua mặt khách hàng thì người ta mới có một cái hệ thống phát triển lớn như vậy được, đúng không? Nên mình tới đó mình nghe, mình học hỏi, mình coi cái phong thái nói chuyện của họ và mình đi về, tại vì mình không có gì để họ có thể dụ lại mình hết. Trên đây là những trường hợp lừa đảo mà sinh viên mới xây nhà có thể mắc phải, và chính mình cũng đã từng bị lừa như vậy. Thì mình mong là qua video nhỏ bé này của mình thì các bạn có thể có được một vài kinh nghiệm nào đó để phòng tránh được những cái rủi ro cho bản thân. Và mình rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn, nhất là những bạn sinh viên. Các bạn có bất kỳ cái ý kiến thắc mắc nào thì cứ bình luận ở dưới. Tại vì mình là một người đã không phải là lăn lộn, nhưng mình cũng đã ở Sài Gòn 4 năm rồi và mình sắp ra trường rồi các bạn. Mình rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn nha. Nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và đừng quên là mình sẽ ra video mới vào hàng tuần. Bye bye.